Thiên Toại, Linh Thư thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tĩnh nguyện lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Huấn luyện bằng Kinh Thánh, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Ti-mô-thê nhì chương 3, từ câu 1 đến câu 9 và câu 14 đến câu 17. Bản truyền thống hiệu đính, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Con hãy biết rằng, trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta sẽ trở nên vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu ngạo, lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, bạc bẽo, bất khiết, không có tình người, bất nhân, vu khống, ngông cuồng, dữ tợn, ghét điều lành, bội bạc, nông nổi, tự phụ, ham thích lạc thú hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tinh kính đó. Con hãy tránh xa những loại người như thế. Trong bọn họ có những kẻ lẻn vào nhà người ta, quyến dụ những phụ nữ sa đọa trong tội lỗi, bị đủ thứ tình dục thôi thúc, học hoài mà không bao giờ nhận biết chân lý. Trước kia Janet và Zambe chống đối Môi-se thế nào, thì những người này cũng chống đối chân lý thể ấy. Đó là những người có tâm trí băng hoại và đức tin yếu đuối. Nhưng họ sẽ không tiến xa hơn được. Vì cũng như trường hợp hai người kia, sự điên dại của họ sẽ được tỏ rõ cho mọi người. Về phần con, hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết, vì con biết mình đã học những điều đó với ai. Và từ thuở ấu thơ, con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Câu gốc hôm nay được chép trong Ti-mô-thê nhì chương 3 câu 16. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc, có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính. Vào cuối thập niên 1800, nhiều người ở khắp trên thế giới đã cùng lúc phát triển các chương trình mục vụ tương tự nhau. Đầu tiên là ở Montreal, Canada vào năm 1877. Năm 1898, một ý tưởng khác đã được công bố ở thành phố New York. Đến năm 1922, khoảng 5.000 chương trình này đã được đưa vào hoạt động ở Bắc Mỹ mỗi mùa hè. Từ đó, chương trình Thánh Kinh Hè bắt đầu. Niềm đam mê thúc đẩy những người tiên phong ở tổ chức chương trình này chính là mong muốn giới trẻ được biết Kinh Thánh. Phao-lô cũng có đam mê tương tự cho người con trẻ trong tuổi đức tin của mình là Ti-mô-thê. Ông viết rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc và trang bị chúng ta cho mọi việc lành. Nhưng đây không chỉ là một gợi ý nhẹ nhàng rằng đọc Kinh Thánh là tốt. Lời khuyên của Phao-lô theo sau lời cảnh báo nghiêm trọng rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ khó khăn với những giáo sư giả không bao giờ nhận biết chân lý. Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình bằng lời Kinh Thánh vì nó giúp chúng ta hiểu biết về Đấng cứu rỗi, khiến chúng ta khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Việc học Kinh Thánh không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho người trưởng thành, và nó không chỉ dành cho mùa hè mà là công việc mỗi ngày. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh, nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Dù chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, sự khôn ngoan của Kinh Thánh sẽ luôn kết nối chúng ta với Chúa Giê-xu. Đây là bài học Thánh Kinh Hè mà Chúa dành cho tất cả chúng ta. Đâu là những câu Kinh Thánh yêu thích của bạn? Những câu Kinh Thánh đó bày tỏ về Đấng Christ thế nào? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Lạy Chúa kính yêu, cảm ơn Ngài đã ban Kinh Thánh để giúp con học biết về Chúa Giê-xu. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tĩnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày.
để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với UDB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.